Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trước lễ nhậm chức của bà Thái Anh Văn. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS McCampbell đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 13 tây tháng 5, một tuần trước khi Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell di chuyển qua eo biển Đài Loan nhằm thực thi nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. McCampbell thuộc biên chế hải đội khu trục hạm số 15, đơn vị khu trục hạm tiền phương lớn nhất của Mỹ và cũng là lực lượng mặt nước chủ lực của hạm đội 7, hạm đội Thái Bình Dương hôm nay. 14 tây tháng 5. Viết trên trang Facebook kèm hình ảnh con tàu. Hoạt động trên của tàu Chiến Mỹ diễn ra chỉ một tuần trước khi bà Thái Anh Văn làm lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng 5. Bà Thái đã giành chiến thắng khi tái tranh cử hồi tháng 1, cam kết sẽ bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan và đứng lên chống lại Bắc Kinh. Mỹ tiến nhanh tới việc mở cửa thương mại. Ken Brymeyer Mỹ nhanh chóng tiến tới nới lỏng những hạn chế vì dịch corona và mở cửa thương mại trở lại. Nhưng một chuyên gia hàng đầu về đại dịch nói, kết quả có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm và tử vong hơn nữa. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang không đáp ứng được các hướng dẫn của liên bang và con số các ca lây nhiễm phải sụt giảm trong thời gian hai tuần lễ. Trong khi đó, người biểu tình tại nhiều tiểu bang đã yêu cầu tái tục thương mại để họ có thể trở lại làm việc và mua bán như trước kia. Dù một cuộc thăm dò tại Mỹ của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy con số gần 1 phần 2 người Mỹ vẫn còn lo ngại về việc trở lại đời sống trước kia khi có virus corona khoảng 81.000 người đã chết tại Mỹ vì đại dịch. Cao hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới. Viện Đo Lường Đánh Giá Y tế IHME thuộc Trường Đại học Washington dự báo có hơn 137.000 người Mỹ chết vào đầu tháng 8. Cao hơn dự đoán là 134.000 người cách đây một tuần. Vì nới lỏng những hạn chế do virus corona trên toàn nước Mỹ án tử hình ở Việt Nam ở đó rất dễ chết. Cứ mỗi tuần ở Việt Nam có chừng tới 2 hoặc 3 người bị tuyên án tử hình. Nhưng số liệu về án tử hình là một bí mật quốc gia, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng có vài số liệu về tình hình tử hình ở Việt Nam. Và chẳng may khi thấy Việt Nam được xếp vào năm nước xử tử nhiều người nhất thế giới. Theo số liệu thu thập bởi Amnesty International, trong năm 2018, có hơn 122 ca bị tuyên án tử hình và cùng năm có hơn 85 người đã bị xử tử, bắn chết hay tiêm thuốc. Theo báo cáo này, thì Việt Nam được xếp vào năm nước xử tử nhiều người nhất trên thế giới. Đứng đầu bằng bán là tàu với ngàn hàng ngàn người. Kế đến là Iran 253 bang Và cộng thêm Saudi Arabia 149 người, Việt Nam 85 người cộng thêm và Iraq 52 người cộng thêm. Nói cách khác, Việt Nam đứng trong danh sách các nước ác ôn. Nhưng tôi nghĩ con số của Amnesty International có thể không đầy đủ một bài báo khoa học từ Việt Nam của hai tác giả Kiên Trần và Công giáo. Công giáo Vũ, khoa luật thuộc Đại hội Quốc gia Hà Nội. Cung cấp nhiều con số cho thấy số án tử hình rất cao. Theo bài báo này, chỉ trong năm 2002 đã có 140 người bị tuyên án tử hình, nhưng không có con số tử tù bị xử tử con số bị cáo. Con số bị cáo bị tuyên án tử hình ở Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2002 được thể hiện qua biểu đồ dưới đây. Như có thể thấy, số án tử hình tăng từ 1992, 88 ca, đến đỉnh cao năm 2000, 208 ca, và giảm dần từ đó đến năm 2002 ở mức 140 ca. Bài báo trích dẫn một nhận xét của hai học giả nước ngoài là Johnson và Zimring về án tử hình ở Việt Nam như sau, tóm tắt. Hệ thống tuyên án tử hình rất giống tàu cộng. Tỷ lệ sự tử cao đối với hàng loạt tội phạm mang án tử. Chủ yếu dựa vào lời khai của bị cáo. Quy trình xử án thiếu công bằng. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ thông tin về án tử hình đảng đóng vai trò chủ đạo trong việc hoạch định chính sách án tử hình. Công chúng không được phê bình chính sách của đảng. Vài năm trước, tờ New York Times của Mỹ chạy một bản tin ở tựa đề ở đó rất dễ chết. It is very easy to die there. Bài viết phản ảnh hệ thống tư pháp Việt Nam có vấn đề. Qua những vụ chết trong đồn công an, trường hợp cậu bé Đỗ đăng du và án tử hình. Cho đến ngày hôm qua, vụ án Hồ Duy Hải, chúng ta thấy cái câu ở đó rất dễ chết, xem ra vẫn còn đúng và những nhận xét của Johnson và Zimmering cũng trúng phóc. Tổng thống Trump gia hạn lệnh cấm nhắm vào công ty Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã gia hạn thêm một năm đối với lệnh hành pháp được ký vào tháng 5 năm 2019, trong đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng thiết bị viễn thông của những công ty có thể gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ theo Reuters. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết, lệnh hành pháp này của ông Trump trên thực tế là nhắm vào các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE, hai công ty bị cáo buộc có các hoạt động thu thập thông tin tình báo cho Bắc Kinh. Mỹ giữ Triều Tiên trong danh sách đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết họ tiếp tục liệt Triều Tiên vào danh sách quốc gia không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ theo Yonhap. Áp dụng đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí, Mỹ lần đầu tiên đưa Triều Tiên vào danh sách này vào năm 1997 và Bình Nhưỡng chưa bao giờ được ra khỏi danh sách kể từ đó cho tới nay. Ngoài Triều Tiên còn có bốn quốc gia khác nằm trong danh sách đen của Mỹ, bao gồm Iran, Syria, Venezuela và Cuba. Triều Tiên cũng bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ cho hoạt động khủng bố. WHO virus Vũ Hán có thể sẽ không bao giờ biến mất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Tư đưa ra nhận định rằng virus Vũ Hán có thể sẽ giống như virus HIV, không bao giờ biến mất. Reuters đưa tin, chuyên gia về các vấn đề khẩn cấp của WHO, ông Mike Bryan, đã đưa ra nhận định này trong một cuộc họp trực tuyến. Theo ông Ryan, thế giới đã bước đầu tìm ra cách chế ngự virus Vũ Hán. Tuy nhiên, cần có nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được mục tiêu, ngay cả khi tìm ra vaccine điều trị nó. Hơn 100 loại vaccine tiềm năng đang được phát triển để đối phó với virus Vũ Hán, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm vaccine có hiệu quả người Hồng Kông, biểu tình trong ngày sinh nhật của Carrie Lam. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại các trung tâm mua sắm trên khắp Hồng Kông. Vào hôm thứ Tư, để biểu tình phản đối trưởng đặc khu Carrie Lam, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trong ngày sinh nhật của bà, theo Reuters, chính quyền đã phát cảnh sát mặt thường phục và cảnh phục tới giải tán những người biểu tình ít nhất đã có một vụ bắn bắt giữ sau khi họ đầy đẩy lùi đám đông bằng hơi cay. Tôi mong Carrie có thể sống lâu để có thể chịu trách nhiệm về những gì bà ấy gây ra. Một người biểu tình 20 tuổi tên Ken nói, chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình. Nếu chúng tôi không chiến đấu, họ sẽ chèn ép chúng tôi mạnh hơn. Mỹ điều tra các công ty làm ăn với chính phủ McDonald's. FBI đang điều tra một số công ty Mexico và châu Âu bị cáo buộc liên quan đến giao dịch dầu trái phép của chính phủ Maduro ở Venezuela. Bốn nguồn tin của Reuters nói rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể dùng thông tin của cuộc điều tra này cho các biện pháp trừng phạt. Ba trong số những người cung cấp thông tin cho FBI nói với Reuters rằng ba công ty của Mexico và hai công ty ở châu Âu đang bị điều tra. Một trong những nguồn tin quen thuộc với vấn đề ở Washington cho biết hành động trừng phạt các công ty Mexico và Châu Âu có thể bị hoãn hoặc hủy bỏ nếu các công ty này dừng giao dịch với chính phủ Mexico. Những nguồn tin khác của Reuters cho ra, nói rằng cuộc điều tra của Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước Mỹ có khả năng dẫn đến một hành động trừng phạt trong những tuần tới. Pháp bán vũ khí cho Đài Loan, Paris bác bỏ phản đối với Bắc Kinh. Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Paris đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố phản đối và đe dọa của Bắc Kinh liên quan đến một thương vụ. Theo đó, Pháp sẽ hiện đại hóa hệ thống tên lửa trang bị trên các chiến hạm được bán trước đây cho Đài Loan. Paris đồng thời khuyên Bắc Kinh nên đặt trọng tâm vào nỗ lực chung hiện nay nhằm chống đại dịch Covid-19. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pháp đã cho rằng, đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19, mọi chú ý và nỗ lực chúng ta phải tập trung vào cuộc chiến đại dịch. Phát biểu này được đưa ra một hôm sau khi Trung Quốc kêu gọi Pháp hủy bỏ thỏa thuận vũ khí và ký kết với Đài Loan và đe dọa rằng một giao dịch như vậy với Đài Loan có thể gây tổn hại cho quan hệ Pháp Trung. Trong một thông báo uh, cáo chí ngắn gọn vào ngày 7 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Hải quân Đài Loan cho biết ý định hiện đại hóa các chiến phạm do Pháp sản xuất. Một nguồn tin thạo tin đã xác nhận với AFP rằng một hợp đồng đã được Bộ Quốc phòng Đài Loan ký kết với đối tác Pháp DCI Desco, một đơn vị của tập đoàn vũ khí Pháp Defense Console International DCI. Liên quan đến việc hiện đại hóa hệ thống phóng mù nhữ chống tên lửa đều gây trang bị trên 6 chiếc hộ tống hạ mùa của Pháp. Theo truyền thông Đài Loan trích dẫn, một trang web của chính phủ Đài Loan trị giá hợp đồng là 80 triệu đài, tệ tương đương với khoảng 24 triệu euro. COVID-19, Hàn Quốc bị làn sóng virus corona tái phát đe dọa Chính quyền Hàn Quốc huy động mọi biện pháp để dập tắt một ổ dịch mới phát xuất ngay trung tâm thủ đô một người dương tính mới với virus corona chủng mới đã ghé qua nhiều hộp đêm trong khu phố đêm IT1 119 ca lây nhiễm đã được ghi nhận truy tìm vết tích của hơn 10.000 con bướm đêm để xét nghiệm Bộ Y tế Hàn Quốc được giúp đỡ của các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại từ Seoul, thông tính viên Patrick Australia tường thuật, ba công ty dịch vụ điện thoại Hàn Quốc đã cung cấp cho chính quyền y tế danh sách toàn bộ những khách hàng vẫn mở điện thoại khi có mặt trong khu phố nổi tiếng sinh hoạt về đêm IT1 trong thời gian từ ngày 24 tháng 4 đến tháng 5 ngày 5 trong hai tuần qua có tổng cộng 10.905 người tên và số điện thoại được chuyển đến Bộ Y tế. Đây là biện pháp cuối cùng để xử lý ổ dịch mới bởi vì một số hộp đêm câu lạc bộ ở IT1 là tụ điểm của cộng đồng người đồng tính và chuyển giới. Hàng trăm khách hàng không chịu làm xét nghiệm vì không muốn bị lộ thiên hướng tình dục và bị mêu ríu. Về vấn đề là những người không xét nghiệm rất có thể bị truyền nhiễm siêu vi corona chủng mới mà họ không biết chính quyền Hàn Quốc tìm đủ cách để tiếp xúc với họ cam kết bảo mật danh tính. Nếu trừ tối, nếu từ chối trình diện để xét nghiệm thì sẽ bị phạt vạ. Ở đây, Bộ Y tế có trong tay danh sách tất cả các số điện thoại di động xuất hiện trong khu vực trong vòng hơn 30 phút, chung quanh 17 trạm tiếp sóng bầu phủ khu xóm đêm IT1, nơi xuất phát những ca lây nhiễm mới tại Hồng Quốc. Từ khi xảy ra dịch viêm phổi cấp tính, Trung Đông gọi tắt là MERS vào ngày vào năm 2015, luật pháp cho phép vi phạm quyền tự do cá nhân khi đất nước bị khủng hoảng y tế nghiêm trọng. Hệ thống đại học Cal State sẽ tiếp tục đóng cửa trường. Hệ thống đại học Cal State CSU gồm tất cả 23 trường đại học dự trù sẽ đóng cửa hầu như tất cả các lớp học và trường do cho, cho khóa mùa thu này và phần lớn chỉ có các lớp học qua mạng, theo lời viện trưởng Timothy Way báo cáo hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 5. Theo tin bản, bản tin của tờ báo địa phương Los Angeles Times, ông Way nói rằng đa đại đa số các lớp học của hệ thống CSU sẽ được dạy qua mạng ngoại trừ số một số ít trường hợp ngoại lệ có gặp trực tiếp. Quyết định của Cal State được đưa ra trong lúc các đại học trên khắp nước Mỹ đang có nhiều tranh luận là đóng cửa của trường bao lâu nữa trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 này. Hồi cuối thứ tư, trường Cal State Fullerton là một trong những trường đầu tiên trên nước Mỹ loan báo sẽ tiếp tục phương cách học qua mạng cho khóa mùa thu này ông white cho biết với một số rất ít các trường các lớp học cần có sự hiện diện ngay tại chỗ của các giảng viên và sinh viên như các lớp về điều dưỡng thí nghiệm sinh vật học hay huấn luyện hàng hải sẽ có biện pháp cần thiết để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người tham dự một số người tham dự mỗi lớp học loại này sẽ ít hơn khoảng cách giữa người tham dự sẽ lớn hơn các dụng cụ bảo vệ an toàn cho cá nhân sẽ được cung cấp tùy theo trường hợp cũng là việc tẩy trùng học bởi như các phương tiện sử dụng của sẽ được tiến hành. Theo Viện trưởng Quay, ông White nói hệ thống theo State muốn quyết định sớm để các sinh viên và phụ huynh có thời gian chuẩn bị, cũng vì có tiên đoán sẽ có thêm đợt dịch COVID-19 thứ nhì. Thủ tướng Đức, tình báo Nga đang theo dõi tôi. Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Tư cho biết chính phủ Nga đang cố gắng theo dõi bà, nói rằng bà có bằng chứng cụ thể về các nỗ lực gián điệp thái quá của Moscow, theo AFP. Tôi có thể nói một cách thành thật rằng điều đó làm tôi đau đớn. Tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt hơn với Nga mỗi ngày, nhưng mặt khác có bằng chứng khó tin rằng các lực lượng Nga đang làm điều này. Bà Merkel nói trước Quốc hội Đức bà cô đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu các hoạt động theo dõi bà của tình báo Nga không dừng lại. Các cơ quan tình báo Đức đã liên tục cảnh báo rằng tin tặc Nga không ngừng thu thập thông tin liên quan tới các nhà lập pháp hoặc chính trị gia hàng đầu của Đức. Pháp phản hồi Trung Quốc về vụ Đài Loan nâng cấp tàu chiến. Hãy tập trung chống dịch COVID-19. Pháp ngày 13 tháng 5 đáp trả những cảnh báo của Trung Quốc liên quan đến vụ việc Pháp bán vũ khí cho Đài Loan. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Pháp về một hợp đồng giữa Paris với Đài Bắc. Theo đó, Đài Loan có kế hoạch mua các vũ khí từ Pháp, một phần trong kế hoạch nâng cấp hạm đội tàu chiến do Pháp sản xuất mà Đài Loan đã mua cách đây 30 năm. Theo Reuters, Pháp cho biết họ thực hiện các thỏa thuận hiện có và Trung Quốc nên tập trung vào việc chống đại dịch COVID-19. <laughs> trong bối cảnh này, Pháp tôn trọng các cam kết trong hợp đồng Pháp đã thực hiện với Đài Loan và không thay đổi lập trường kể từ năm 1994. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố, đối diện với cuộc khủng hoảng COVID-19, tất cả sự chú ý và nỗ lực của chúng ta nên tập trung vào việc chống dịch. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần trong chính sách một Trung Quốc và nguyên tắc này phải được chấp nhận bởi bất kỳ quốc gia nào có quan hệ ngoại giao. Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan là một chủ đề luôn rất nhạy cảm và thường xuyên gây ra phản ứng mạnh từ phía Bắc Kinh. Năm 1991 Pháp đã bán cho Đài Loan 6 tàu hộ vệ tên lửa lớp Lafayette với giá 2,8 tỷ US dollars năm 1992. Pháp bán 60 máy bay chiến đấu Mirage cho Đài Loan. Trung Quốc, Việt Nam không có quyền bình luận về lệnh cấm đánh cá ở biển Đông. Trung Quốc lên án việc Việt Nam phản đối quy chế cấm đánh cá Cấm đánh bắt cá trên biển Đông trong thời gian hơn 3 tháng do Bắc Kinh đơn phương ban hành. Việt Nam không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá vào mùa hè này của Trung Quốc trên vùng biển Đông. Truyền thông Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ngày 11 tây tháng 5. Trước đó, Việt Nam đã bác bỏ lệnh cấm nêu trên của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình biển Đông. Vào ngày 8 tháng 5, nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên biển Đông. Phạm ghi cấm, phạm vi cấm đánh bắt bắt cá trải dài từ vùng biển phía bắc biển Đông đến 12 độ vĩ bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam khẳng định quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý, gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có công tước, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Unclosed 1982. Orange County chỉ mới đáp ứng vài tiêu chuẩn để mở cửa sớm. Orange County, nơi có rất đông dân cư người Việt, chỉ mới đáp ứng được một vài tiêu chuẩn trong số những quy định mà tiểu bang yêu cầu nếu muốn mở cửa lại sớm hơn. Các giới chức cho hay vào thứ Ba, ngày 12 tháng 5, theo nhật báo Orange County Register, các giám sát viên Orange County cho biết còn nhiều tiêu chuẩn khác mà họ không thể đáp ứng và vài tiêu chuẩn chỉ thích hợp với những quận hạt nhỏ thuộc vùng quê chứ không thích hợp cho những quận hạt đông dân, đô thị nhiều hơn như Orange County. Đó là những chi tiết trong bản báo cáo đầy đủ mà các giám sát viên công bố vào thứ ba để cho thấy quận hạt này đang nằm ở đâu trong bản quy định mà thống đốc Gavin Newsom loan báo mới đây. Họ cũng thảo luận về việc yêu cầu tiểu bang điều chỉnh tiêu chuẩn làm sao cho phù hợp với tình hình của Orange County. California đang ở trong giai đoạn 2 trong kế hoạch mở lại tiểu bang gồm 4 giai đoạn. Ông Newsom giải thích rằng giai đoạn 2 cho phép mở cửa lại dần dần, bắt đầu doanh nghiệp sản xuất và hậu cần hoạt động lại, và cửa bán hàng lẻ bán cho khách đem về. Cuộc hạng nào đạt nhiều tiến bộ hơn trong việc kiềm chế virus lây lan có thể được phép mở lại trường học, nhà trẻ, văn phòng sớm hơn cũng như cho phép khách sạn và dịch vụ cá nhân hoạt động hạn chế là nới lỏng quy định của các cửa hàng bán lẻ. Bác sĩ Nicole Quick, giới chức y tế hàng đầu Orange County, cho hay quận hạt đáp ứng tiêu chuẩn của tiểu bang về năng lực bệnh viện. Orange County đang trên đường đáp ứng những quy định khác của tiểu bang, nhưng sẽ phải làm thêm xét nghiệm, mua thêm vật dụng khử trùng và thiết bị bảo hộ, đồng thời thuê thêm nhân viên truy tìm người nghi nhiễm, bà Quick nói. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin nhiễm nCoV, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết ông bị nhiễm virus Vũ Hán. Đây là quan chức cấp cao thứ 5 ở Nga, có kết quả dương tính với loại virus chết người có nguồn gốc từ Trung Quốc, theo Reuters. Peskov nói rằng lần cuối ông gặp mặt trực tiếp Tổng thống Putin là hơn một tháng trước, theo hãng tin TASS, và ông Peskov, bà Tatiana Navka, cho biết trên Instagram rằng bà cũng đã bị nhiễm bệnh. Hiện ông Putin đã chuyển tới sống ở vùng ngoại ô Moscow, làm việc từ xa thông qua các cuộc họp trực tiếp. Điện Kremlin cho biết sức khỏe của ông Putin đang được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Tây Ban Nha, bà cụ 113 tuổi chiến thắng virus Vũ Hán. Một phụ nữ 113 tuổi có tên là Maria Brandias ở Tây Ban Nha đã bình phục sau khi nhiễm Vũ Hán. Đây được xem là trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhất nước này vượt qua COVID cho đến nay, theo BBC. Bà Brandia nhiễm virus Vũ Hán vào thời điểm sau khi Tây Ban Nha tuyên bố phong tỏa để chống dịch hồi tháng 3. Sau nhiều tuần cách ly và điều trị, bà trở nên khỏe mạnh và chỉ có một số triệu chứng bệnh ở mức nhẹ. Vượt qua covid iv bà cụ brandias đã trở thành một trong số rất ít người Tây Ban Nha sống qua những thời khắc nguy nan của đất nước đó là đại dịch cúm diễn ra trong hai năm 1918-1919, cuộc nội chiến 136-139 và đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này. Nga nới phong tỏa bất chấp số ca nhiễm COVID tăng cao. Nga đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch viêm phổi Vũ Hán vào thứ ba trên toàn quốc, bất chấp việc nước này vẫn có số nhiễm bệnh mới tăng cao và đã trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới theo AFP. Các quan chức Nga cho rằng sở dĩ số người nhiễm bệnh với Nga đã tăng cao vì nước này đang phát triển khai dịch một chiến dịch xét nghiệm virus Vũ Hán ở quy mô lớn với 5,8 triệu xét nghiệm được thực hiện cho đến nay. Bên cạnh đó, tỷ lệ, tỷ lệ tử vong thấp khiến Moscow tự tin rằng họ đang kiểm soát tốt dịch bệnh và có thể nới lỏng việc phong tỏa. Nga tự từng tự hào vì số người nhiễm virus Vũ Hán thấp hơn nhiều so với các nước phương Tây. Tuy nhiên tháng 4, mọi chuyện bắt đầu đảo ngược khi số người Nga nhiễm virus Vũ Hán tăng cao mỗi ngày. Hiện nay nước đã trở thành vụ lớn nhất thứ ba sau Mỹ và Tây Ban Nha với 232.243 người nhiễm bệnh, tăng 10.899. 10 sau đó có 2.116 người tử vong, tăng 107. Afghanistan hàng chục người chết sau hai vụ thảm sát. Reuters đưa tin hôm thứ Ba, những kẻ khủng bố ở Afghanistan đã cải trang thành cảnh sát và tấn công một bệnh viện thủ đô Kabul giết chết 16 người, trong đó có hai trẻ sơ sinh. Trong một vụ khủng bố khác diễn ra cùng ngày, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công đám tang của một chỉ huy cảnh sát ở vùng Nagahar giết chết ít nhất 24 người, làm bị thương 68 người. Đám tang này có sự tham dự của các quan chức chính phủ là một thành viên của quốc hội. Chính quyền cho biết số người chết sau khi vụ tấn công này có thể gian còn tăng lên. Hiện nay chưa có giám nào. Nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ tấn công này, lực lượng Taliban nói rằng họ đã tạm dừng tấn công trong các thành phố theo thỏa thuận Hoa Kỳ và ký với Hoa Kỳ và phủ nhận có liên quan đến cả hai vụ nổ. Nêu trên. Hu nói không thể mời Đài Loan tham dự hội nghị thường niên. Theo National Review, bất chấp kêu gọi từ Mỹ cũng như các quốc gia khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 11 tháng 5 đã cho biết họ không thể mời Đài Loan tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng Y tế WHA sắp tới sau khi Bắc Kinh tuyên bố rằng Đài Loan tham gia sẽ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Stephen Solomon, quan chức phụ trách pháp chế của WHO hôm 11 tháng 5 đã giải thích với các phóng viên rằng Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom chỉ có thể mời Đài Loan tham gia hội nghị khi các quốc gia thành gia ủng hộ điều này. Khi đó ông Tedros mới có cơ sở và có thể là buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không thể như thế thay vì bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng các quốc gia thành viên có các quan điểm khác nhau và do đó không có cơ sở nào không phải là việc bắt buộc để để tổng giám đốc mời Đài Loan tham dự ông Solomon tuyên bố chiến vụ dịch tổng thống Trump và đảng cộng hòa quyền được 61,7 triệu USD giữa mùa dịch theo The Hill, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ANC đã quyên góp được 61,7 triệu USD trong tháng 4 và đang sở hữu 225 triệu USD tiền mặt. Do dịch COVID-19, chiến dịch vận động của Trump phải chuyển sang hình thức trực tuyến, song mức tiền quyên góp của nhóm ông Trump và ASEAN chỉ giảm nhẹ so với 63 triệu USD của tháng 3. Hiện nay, chiến dịch Tổng thống Trump và ASEAN đã gây quỹ được 742 triệu USD. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu phó tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DCN quyên góp được 60,5 triệu. Trong tháng 4, giảm đáng kể so với số 79 triệu USD của tháng 3, nhóm công Biden và DNC không công khai họ tích quỹ được bao nhiêu cho đến cuối tháng 4. Cựu bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Trung Quốc Hầu Tòa theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, ông Triệu Chính Vĩnh, Cụ bí thư tỉnh Ủy miền Thiềm Tây Trung Quốc ra hầu tòa hôm ngày 11 tháng 5 với các cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ các nhà đầu tư và những người muốn chạy và muốn hưởng lợi trong kinh doanh. Phiên tòa xét xử ông Triệu hôm 11 tháng 5 diễn ra trong bối cảnh kỳ họp quốc hội thường niên của Trung Quốc bị lùi lại cho đến ngày 22 tháng 5 do ảnh hưởng COVID-19. Cháy bệnh viện Nga, 5 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng. RT à, đưa tin 5 người chết sau khi đám cháy bùng lên trong lúc sáng này tại bệnh viện St. George ở quận Viborg, thành phố St. Peter, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nguyên nhân có thể do chập điện, máy thở. Khói bốc ra từ 6 tuần nhà Đến cứu hỏa được triển khai để đến hiện trường và đám cháy được kiểm soát sau đó phát ngôn viên bộ trình lại khẩn cấp nga cho biết năm người chết và năm người bệnh nhân cháy bệnh viện nga năm bệnh nhân covid 19 thiệt mạng rt đưa tin năm người chết sau khi đám cháy bùng lên lúc sáng nay tại bệnh viện saint george ở quận vibov ở thành phố saint petersburg nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nguyên nhân có thể do chập điện máy thở, khói bốc ra từ tầng 6 của tòa nhà. Lính cứu hỏa được triển khai đến hiện trường và đám cháy được kiểm soát sau đó. Phát ngôn viên Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết năm người chết là bệnh nhân COVID-19 đang được hỗ trợ máy, khoảng 150 bệnh nhân và nhân viên bệnh viện đã được sơ tán đến nơi an toàn. Nguyên nhân sơ bộ của vụ cháy là do chập điện một nguồn tin nói từ Interfax rằng đám cháy bùng phát từ một máy thở. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả, xin hẹn quý vị vào tuần sau.